một chút nói chuyện sao? Đem vô. Đem vô để trên bàn đi. Chợ này thì 90% là cái chó, 80-90% là cái chó không rõ nguồn gốc, là chó chốt, chó thuốc mua của nhà vườn, người ta chăn nuôi, ta thả thì người ta thừa nó không ấy thì người ta bán hơn 50.000 một ký. Thực ra ở đây có cung thì có phải có cầu, có người ăn, có người tiêu dùng thì chúng tôi mới làm. Nhà nước có chế tài mà cấm hẳn thì chúng tôi nhất trí chuyển đổi công việc, chúng tôi không làm nữa. Hiện nay chỉ còn có 5 điểm buôn bán, khi thì chỉ để treo bảng với lại để củ riền mắm tôm thôi, còn chó người ta giấu trong. Ai cần thì người ta đưa ra hoặc là có cái điện thoại người ta chạy đi giao. Số lượng mỗi sạp hàng bán một ngày hơn 10 con cho nên là cái lợi nhuận nó cũng rất là cao. Bây giờ mới có đưa lên.